Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Đồng Hỷ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ thông qua 26 nghị quyết để kịp thời triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản lượng lương thực có hạn đạt trên 46.600 tấn. Phóng sự đẩy nhanh tiến độ khu du lịch sinh thái văn hóa Đa Thiên. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Hội đồng Nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức 3 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp chuyên đề và 1 kỳ họp thường lệ, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Tại các kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã xem xét thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền và thông qua 26 nghị quyết để kịp thời triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó có các nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đồng Hỷ lần 3, giao vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 huyện Đồng Hỷ, nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Đồng Hỷ lần 3, giao vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là các nghị quyết quan trọng để thể chế hóa các chính sách, pháp luật của nhà nước, làm căn cứ để các cấp, ngành triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra. Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện Đồng Hỷ khóa 20 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ xem xét thảo luận cho ý kiến về 27 nội dung thuộc thẩm quyền và thông qua 13 nghị quyết. Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ của Trung tâm Chính trị huyện Đồng Hỷ đã bám sát hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Từ năm 2008 đến nay, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp với các ban xây dựng đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức được 381 lớp đào tạo bồi dưỡng cho trên 721.000 lượt học viên, trong đó có 19 lớp sơ cấp lý luận chính trị, 153 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, 111 lớp bồi dưỡng công tác mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, 98 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chính quyền. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, đảng viên, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên và hội viên ở cơ sở. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh có nguy cơ phát sinh, giá cả vật tư tăng cao đã ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ nông sản, song huyện Đồng Hỷ đã tích cực triển khai các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản theo giá so sánh năm 2010 đạt gần 1.500 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 4,26% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 46.600 tấn, bằng 112% kế hoạch. Diện tích sản lượng ngô và cây màu cơ bản được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Vụ đông, một số diện tích đã chuyển đổi sang các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả cao hơn như khoai tây, dưa chuột, ớt, bí xanh, bí đỏ, rau đậu đỗ. Nhiều diện tích chuyển sang trồng các loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Mới đây, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non năm học 2022-2023. Tham gia hội thi có 87 thí sinh đến từ 18 trường mầm non trên địa bàn huyện. Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm trình bày biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ và thi thực hành hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Theo đánh giá của ban tổ chức, hầu hết các thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo về giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học, sử dụng phương pháp hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, mang lại hiệu quả, giúp trẻ hoạt động tích cực. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện cho 87 thí sinh. Thông qua hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, đồng thời lựa chọn đội tuyển tham dự giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1686 của tỉnh Thái Nguyên ngày 20 tháng 6 2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án khu du lịch sinh thái văn hóa Đa Thiên tại thị trấn Trại Cao cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng mỹ thuật Thiên Phúc. Thời gian qua, Đồng Hỷ đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư triển khai các bước theo quy định. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch tâm linh, tạo sự phát triển kinh tế vùng. Phản ánh về nội dung này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ thành lập đoàn thanh tra liên ngành việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, hoạt động tín ngưỡng tại đền Đá Thiên theo đơn tố cáo, đề nghị của công dân tổ 7 thị trấn Trại Cao. Việc bà Hoàng Thị Lý, thủ nhang đền Đá Thiên khởi kiện hành chính, các kết luận thanh tra và Tòa án Nhân dân cấp cao đã có quyết định bác yêu cầu khởi kiện là cơ sở quan trọng để cộng đồng dân cư tổ 7 thị trấn Trại Cao, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đền Đá Thiên có thể quản lý đền theo quy định. Sau khi bản án cấp cao đã tuyên rồi, thì theo tôi thì mong muốn làm sao mà đẩy nhanh cái tốc độ giải quyết lên cho dứt điểm. Từ khi mà có cái quyết định của tòa án bác bỏ đơn của nhà bà Lý, ai cũng muốn làm sao chính quyền giải quyết cho nó nhanh, nó đảm bảo cái thời gian là tòa đưa ra ấy, để chúng tôi, những người bán hàng hoặc là những người dân ấy cũng tin tưởng vào cái pháp luật nhiều hơn. Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, để kịp thời thực hiện các nội dung kết luận thanh tra, Thường trực huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương để giải quyết dứt điểm vụ việc, trong đó xác định cụ thể lộ trình, thời gian, phương pháp thực hiện đối với các kiến nghị, biện pháp xử lý trong kết luận thanh tra. Thị trấn Trại Cao là địa phương liên quan trực tiếp và đóng vai trò rất quan trọng khi thực hiện kết luận. Việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Ủy ban dân thị trấn, ngoài những cái việc theo kết luận thanh tra 431 thị trấn cũng đã triển khai thực hiện, thì hiện nay thì còn một số các nội dung liên quan đến việc xác định để cấp đất cho cộng đồng dân cư và việc đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo về việc sinh hoạt tín ngưỡng đúng theo quy định pháp luật, thì thị trấn Trại Cao cũng đã xây dựng kế hoạch để tiến hành tổ chức thực hiện. Thì trong cái thời gian tới thì thị trấn Trại Cao sẽ hoàn thiện cái thủ tục hồ sơ đề nghị cấp đất cho cộng đồng dân cư tổ dân phố 7 ở cái khu vực ở đền Đá Thiên và xử lý các cái trường hợp mà sử dụng đất sai mục đích đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ở một khía cạnh khác, hiện nay chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên vẫn đang nỗ lực phối hợp với các cấp ngành chức năng giải quyết những khó khăn vướng mắc về đất đai để triển khai thi công các hạng mục theo kế hoạch. Đây là một trong những dự án quan trọng của huyện Đồng Hỷ với tổng diện tích quy hoạch 55,6 ha, tổng vốn đầu tư hơn 784 tỷ đồng. Cho nên đến cái thời điểm hiện tại thì về mặt dù dự án chúng tôi đã triển khai một số hạng mục, nhưng để triển khai đồng bộ được dự án ấy, thì cũng cần có cái sự quan tâm của các cấp chính quyền để giải quyết dứt điểm cái việc tranh chấp đền Đá Thiên, để chúng tôi có cơ sở pháp lý để chúng tôi phối hợp với ban quản lý đền Đá Thiên để thực hiện theo đúng cái tiến độ mà dự án đã được Ủy ban tỉnh Thái Nguyên chấp thuận cho công ty trách nhiệm xây dựng Nguyễn Hoàng Thiên Phúc. Việc giải quyết dứt điểm những vướng mắc về đất đai, quyền lợi của cá nhân liên quan tại khu vực đền Đá Thiên chính là nút thắt cần tháo gỡ càng sớm càng tốt. Đây không chỉ là mong muốn của nhân dân, nhà đầu tư mà còn là chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền huyện Đồng Hỷ để dự án khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên triển khai đúng quy định, khai thác đúng tiến độ. Chương trình truyền hình Đồng Hỷ đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.